you are here. Thursday. Xem luôn ở trộn hôm nay chỗ bông. Người miền Tây thật thà đã chắc phép, và tâm hướng thì là nhà phải thờ tổ tông. Thứ mà tao đem mang tới là thanh năm vàng, và là con của người đất Vĩnh Long. Thanh năm này mà nó là hàng chính thống, bản sắc của Việt Nam, của đất của Long đã chính rồng. Căn nhà tranh mai lá, làm sao có giá được trăm cây.